Anh chàng này là người sành ăn nhất thế giới. Mỗi mặt của miếng thịt chỉ được hơ qua lửa không quá 3 giây. Thịt phải thật tươi cùng với đó là sốt chấm hảo hạng, nếu không thì có đổ vào mồm anh ta cũng ói cho ra hết. Tất cả cũng là vì mẹ của anh chính là vua đầu bếp Nhật Bản. Mọi nhà hàng nổi tiếng đều là đệ tử của bà ấy nên phải nói nam chính có cái lưỡi của thần ăn. Nếm đâu hay hít qua cũng đã biết được nhà hàng đó ngon và nổi tiếng với món gì rồi. Mẹ của Sato là một người phụ nữ nội trợ kiêm luôn việc điều hành một nhà hàng gia truyền của gia đình. Đây là món quà quý giá nhất mà người chồng quá cố đã để lại. Đối với người phụ nữ này thì việc đem đến các món ăn thật ngon cho khách hàng và nuôi dạy rồi nhìn cậu con trai lớn lên từng ngày chính là điều hạnh phúc nhất. Đối với Sato cũng thế, cậu luôn đón chờ những món ăn của mẹ mình trong sự háo hức. Không gì sung sướng bằng việc thưởng thức những món ăn hảo hạng từ chính tay mẹ mình nấu và luôn thầm biết ơn vì sự may mắn đó. Nhưng đáng buồn là nhà hàng của mẹ Sato đã phải đóng cửa vì không thể cạnh tranh với những nhà hàng nổi tiếng khác. 18 năm sau bây giờ cậu cũng đã là một thanh niên trưởng thành và phải tự lập nên không còn sống với mẹ nữa. Công việc hiện tại của cậu là một nhà văn tự do nhưng chẳng ai mới quan tâm đến thứ đó nên cuộc sống rất bấp bênh, luôn trong tình trạng viêm màng túi, tiền thuê nhà tháng này cũng chưa thể trả nổi. Một hôm đang lang thang trên phố thì ông chú cùng cô trợ lý hẹn gặp Sato để đi ăn trưa và bàn công việc. Ngay khi cô nàng phân vân không biết ăn ở đâu thì anh đã đánh hơi được mùi thơm của đồ ăn phát ra từ một nhà hàng trong con hẻm gần đó. Thì ra cả hai đang làm biên tập cho một công ty về ẩm thực và họ đang có một dự án rất cần sự giúp đỡ từ Sato. Một trang web chỉ dẫn thông tin về các nhà hàng trên đó sẽ là những đánh giá chân thật nhất về các món ăn giúp thực khách dễ dàng chọn lựa. Ông chú muốn anh cùng cô trợ lý hợp tác để viết bài đánh giá về những nhà hàng đó. Hơn nữa phải làm điều đó trong bí mật vì nếu công khai chủ nhà hàng sẽ dành sự ưu tiên cho họ và mất đi sự khách quan trong công việc. Lời đề nghị này rất hấp dẫn với một người đang hết tiền như Sato. Anh ngay lập tức đồng ý với điều kiện trước tiên ông phải thanh toán tiền nhà tháng này của mình. Nhưng cô trợ lý lại nghi ngờ về khả năng ẩm thực của anh chàng nhà văn cho tới khi món cá thu chiên mà anh chọn được mang ra. Cô nàng thử miếng đầu tiên liền cảm nhận được sự tươi ngon trong món ăn. Sau đó còn tò mò không ngừng hỏi anh có phải đã tìm hiểu trước nhà hàng này hay anh là khách quen thường xuyên ăn ở đây mà đã chọn đúng món bán chạy nhất. Nam chính lại đáp rằng đâu có, tôi chỉ vừa người thấy nó là dẫn hai người vào đây đấy chứ. Dự án đánh giá món ăn của họ để mà nói chỉ là một đứa trẻ mới tập tễnh bước đi. Công việc ăn nên làm ra này thu hút rất nhiều người khác tham gia, trong đó có một tên béo là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ. Hắn ta là một nhà phê bình ẩm thực nổi tiếng và chỉ cần hắn nói ngon là nhất định nhà hàng đó sẽ nổi tiếng thu hút rất nhiều tín đồ sành ăn tới thưởng thức. Cô trợ lý sau khi xem cũng muốn thử đến nhà hàng mà tên béo vừa quảng cáo để thưởng thức và quả thực là rất đông khách. Nếu không đặt bàn trước không khéo phải xếp hàng dài. Thức ăn đem ra rất hấp dẫn giống y như những gì đã được chiếu trên TV. Cô nàng thử ngay miếng sushi tấm tắc, quả thật rất ngon. Và tiếp theo là món lươn bò thái mỏng cùng thịt nạc đủ tuổi. Nam chính lập tức kiểm tra đĩa thịt bằng khứu giác nhạy bén của mình, sau đó giơ tay để kiểm tra nhiệt độ của vỉ nướng. Tiếp đến anh gắp hai miếng thịt lên trên bếp chưa vội lật nó lại. Anh canh thật chuẩn thời gian nướng, còn cô gái bên này nước bọt đã tuôn trào liên tục nhắc chẳng phải nó đã chín rồi sao, nhưng nam chính vẫn bình tĩnh chờ đợi. Đến khi lật nó lại thì miếng thịt chỉ chín vừa tới, trông rất đẹp mắt nhưng anh vẫn chưa ăn, vội mà gắp thịt ra đĩa chờ khoảng vài giây rồi mới đưa lên miệng thưởng thức. Khi được hỏi vị của nó thế nào, Sato phán liền một câu xanh dờn không ngon khiến mọi người trong nhà hàng đều bất ngờ. Quản lý cũng vội tới xem tình hình như thế nào và nam chính cũng thẳng thắn nhận xét thịt lưỡi của nhà hàng không tươi. Nó vẫn đang bị đông đá vì đầu bếp đã giã đông chưa chuẩn khiến cho mùi vị trong miếng thịt không còn gì cả. Tên chiến thần review cũng đang ở đây. Hắn nghe được những lời này liền tới đối chất, đây là nhà hàng lớn rất đông khách và nếu giã đông theo cậu nói thì không thể phục vụ kịp được, như thế thì làm sao có doanh thu được chứ cậu nhóc. Nhưng nam chính vẫn chưa bỏ cuộc. Anh phê bình nhà hàng đang dùng loại vỉ nướng rẻ tiền sẽ làm cho miếng thịt thái mỏng dính chặt vào vì ảnh hưởng đến chất lượng món ăn. Nhưng tên béo lại phản đối, chú mày còn non lắm phải dùng loại vỉ như thế mới không tốn nhiều tiền cho nhân công. Từ đó giá của món ăn cũng được giữ ở mức ổn định nên cả nhà hàng và thực khách đều có lợi. Hắn ta còn đời khéo Sato, nếu cậu không thích nơi này thì có thể đến một nhà hàng cao cấp hơn để được thỏa mãn. Nam chính không nói được thêm lời nào mà anh bỏ đi rồi, định sẽ không nhận công việc này nữa nhưng lại bất ngờ nhận được một cuộc gọi từ bệnh viện. Mẹ anh đã ngất đi trong lúc làm việc, đã vậy còn không may mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sato cũng không ngờ mẹ mình đã chống chọi với căn bệnh suốt 10 năm nay. Đã lâu anh cũng không trở về ngôi nhà cũ, nơi đây cũng chính là nhà hàng đã cất giữ bao kỷ niệm đẹp của hai mẹ con. Nhà hàng mẹ anh đã từng rất đông khách nhưng đã bị những bài đánh giá thiếu khách quan của những chiến thần review mà dẫn tới việc nhà hàng phải đóng cửa vĩnh viễn. Hôm sau hai người trở lại với công việc, lần này là một nhà hàng có quy mô nhỏ hơn nhưng có vẻ cũng không thua kém gì nhà hàng trước đó và rất nhiều khách phải xếp hàng dài đứng đợi. Thực đơn hôm nay vẫn là lưỡi bò cùng bít tết thượng hạng, nhưng khác ở chỗ tại đây lại dùng bếp gas thay cho bếp than để nướng thịt. Thấy Sato đăm chiêu nên cô nàng hỏi anh có vấn đề ư. Anh bảo tuy rằng độ nóng của bếp than gấp 4 lần so với gas nhưng nhiệt lượng lại tỏa ra không đều. Điều đó rất khó cho người bình thường và trái lại nướng trên bếp gas sẽ dễ dàng kiểm soát hơn. Nhìn thực khách xung quanh cắm cúi ăn, cô nàng biết rằng anh chàng này chắc cũng không bốc phét đâu.
Sato lại trổ tài nướng thịt rất khéo léo của mình. Những lát thịt tươi qua tay anh lại càng hấp dẫn khiến cô nàng phải thốt lên: em chưa từng ăn miếng thịt nào có kết cấu và mùi vị ngon như thế này. Hai người lần lượt ăn hết món này đến món khác mà chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này ông chủ nhà hàng bước ra rót một loại trà chỉ dành cho khách quen, và hóa ra ông ta quen biết Sato, mẹ của anh đã làm việc ở đây rồi, cũng chính ông là người đã đưa bà ta đến bệnh viện. Cô gái ngỏ ý muốn hợp tác viết bài quảng bá nhà hàng cho ông chú nhưng ông ta lại từ chối. Ông cho rằng nếu mà nói về nhà hàng thịt nướng ngon nhất thì phải là nhà hàng của mẹ Sato. Cô rất lấy làm bất ngờ vì điều này nên đã vội đến bệnh viện thăm bà để hỏi rõ đầu đuôi câu chuyện. Tại sao một nhà hàng nổi tiếng như thế lại phải đóng cửa? Hóa ra ngoài việc bị đám lều báo tung tin sai sự thật thì nhà hàng còn mắc phải một vụ ngộ độc nghiêm trọng. Nhưng mẹ của Sato không cho rằng có kẻ xấu đã ra tay hãm hại mà chỉ đơn thuần nghĩ rằng chính sơ suất của bản thân để xảy ra vụ việc đau buồn này. Cô trợ lý lập tức đến nhà hàng để tìm hiểu thêm mọi thứ. Ở đây vẫn còn rất mới và ngăn nắp, có thể mở bán lại bất kỳ lúc nào. Hai người sau đó phát hiện ra một chiếc TV cũ có địa chỉ dẫn tới một nhà hàng gần đó. Họ lại tiếp tục đi khám phá nhà hàng mới. Sato vừa bước vào đã đoán được nguyên liệu đặc trưng trong nước sốt làm từ quả lê và hồng khô khiến ông chủ thực sự rất ấn tượng. Ông ta đem ra hai dĩa thịt vai trong được cắt mỏng vừa chuẩn, đã vậy còn tận tình hướng dẫn hãy nướng mỗi mặt 3 giây sau đó mới dưới nước sốt độc quyền của nhà hàng để tăng hương vị. Điều đặc biệt ở chỗ đối với mỗi vị khách khác nhau, họ sẽ phục vụ riêng từng loại nước sốt phù hợp với đặc thù công việc của từng người, giúp họ không bị những nguyên liệu có mùi đặc trưng bám vào quần áo. Cô gái cũng nhân cơ hội hỏi chủ quán về chiếc TV nhỏ. Sau khi biết được thân phận của Sato thì anh cũng không ngần ngại nói rằng chính món nước sốt này của mẹ cậu đã giúp tôi có được sự nghiệp như hôm nay. Năm xưa anh cũng có một nhà hàng nhỏ nhưng vì ngu muội mà đã ăn cắp công thức nước sốt của mẹ Sato. Bà không những không trách anh mà còn đem đến cho một hộp nước sốt cùng công thức. Sau đó dặn dò hãy làm nó trở nên ngon hơn rồi lấy chiếc TV đi coi như làm tin. Bà chẳng qua muốn dạy cho chàng trai trẻ một bài học hãy chú ý đến thịt và khách hàng. Về phía Sato, trước đây anh đã từng viết bài phê bình ẩm thực trong đó có một tiệm bánh nhỏ. Không ngờ bài viết trở nên nổi tiếng khiến cho khách hàng dần dần quay lưng buộc chủ quán phải đóng cửa làm đảo lộn cuộc sống của gia đình họ. Điều này khiến nam chính luôn cảm thấy có lỗi và nói với anh phải có trách nhiệm trong từng câu chữ mà mình viết ra. Cũng vì thế mà anh đến tìm ông chú biên tập xin không làm việc này nữa. Sato sợ rằng mình sẽ ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo của mọi người. Trong lúc trò chuyện anh cũng biết rằng trước đây ông chính là người biên tập những bài viết của tên béo. Nó không đúng sự thật mà chỉ dựa vào cảm tính để thu hút khán giả. Giờ đây ông cảm thấy rất có lỗi vì điều đó và mong anh hãy sửa đổi mọi thứ bằng giác quan đặc biệt của mình cùng với những lời viết trung thực nhất mà chỉ có Sato mới có thể viết ra. Nam chính tức giận bỏ ra ngoài dù không muốn theo đuổi công việc này nhưng xem ra nó lại đeo bám anh rất khó để dứt ra. Hai người lại đến một nhà hàng thịt nướng rất ít người biết tới. Ở đây kỳ quặc ở chỗ khách hàng không được chụp ảnh và nói chuyện điện thoại, nếu vi phạm sẽ vĩnh viễn bị cấm quay trở lại quán. Chủ quán mang ra hai dĩa bắp cải dặn dò họ hãy dưới nước sốt lên rồi dùng dĩa ấn cho bắp cải xẹp xuống sau đó thưởng thức cùng món lưỡi bò ướp muối. Nó quả thật rất giống với cách chế biến của mẹ Sato, từ hương vị đến cách thái thịt không lẫn vào đâu được, đặc biệt ở chỗ bắp cải cũng được cắt rất khác nhau. Vừa giòn vừa mềm giữ được độ ngọt tự nhiên của nó. Hai vợ chồng chủ quán cũng chính là bạn cũ của mẹ anh. Chính họ đã cùng nhau tìm cách để sáng tạo ra món bắp cải mà Sato rất yêu, thích. Trên đường về anh chàng xúc động kể về lý do nhà hàng của mẹ phải đóng cửa. Năm xưa lúc ấy nhà hàng rất đông khách, mẹ của cậu cũng rất bận rộn, không có nhiều thời gian dành cho con trai và vì muốn mẹ chú ý mà cậu bé đã dại dột làm một việc thiếu suy nghĩ, nhóc đổ nước rửa bát vào đồ ăn khiến khách hàng bị ngộ độc thực phẩm buộc nhà phải đóng cửa. Không những thế Sato còn làm vỡ chiếc chậu muối dưa được coi là báu vật của mẹ, đó là lý do anh đã bỏ nhà đi và không dám gặp mẹ suốt gần ấy năm. Giờ đây khi đã hối hận thì cũng đã muộn rồi, mẹ của anh cũng không còn nhiều thời gian nữa, cô gái muốn Sato quay trở về với mẹ để đối diện với quá khứ. Cô lấy chiếc chậu bị bể năm xưa đã được phá lại và nói rằng nếu anh làm hỏng thứ gì chỉ có anh mới có thể sửa nó lại, nhưng nam chính vẫn không dám đối diện với thực tại mà luôn tìm cách trốn tránh nó. Anh tìm đến nhà hàng mà mẹ từng làm việc để hỏi ông chủ về món dưa muối huyền thoại của mẹ. Sato muốn tự tay làm nó cho mẹ ăn để bù đắp ít nhiều những lỗi lầm suốt thời gian qua. Anh cùng cô gái tìm đến địa chỉ nhà hàng mà ông chú đã cho để tìm hiểu về món dưa chuột muối. Một nơi quá sang trọng để phục vụ một món ăn bình dân. Chỉ đơn giản là chén cơm trắng cùng dưa muối thái mỏng, nhưng hương vị không thể lẫn vào đâu được. Quả nhiên nó rất giống với vị của mẹ Sato từng làm trước đây. Ông ta cũng vì ấn tượng với món này nên cũng đã được mẹ cậu chuyển nghề lại, nên giờ ông cũng rất sẵn lòng hướng dẫn nó lại cho anh. Ngay sau đó Sato bắt tay vào việc ủ dưa. Anh muối hết mẻ này đến mẻ khác nhưng vẫn chưa tìm ra được hương vị gần giống với mẹ của mình nhất. Cả hai lại tìm đến quán cũ để thưởng thức rồi nhân tiện có chuyện muốn hỏi bà chủ, nhưng bà rất bận chưa thể tiếp chuyện được. Đang ngồi ăn ngon lành thì gặp lại tên béo và không ngờ hắn cũng biết mà mò tới đây. Vừa gặp gã đã cạc khịa: nam chính là quý ngài sành thịt đây sao? Hắn vừa ăn vừa thể hiện tha đây rất hiểu biết về ẩm thực rồi còn cố ý nói to để mọi người chú ý.
Bên này Sa Tô gọi món nội tạng trông cậu thưởng thức rất ngon lành, nhưng tên béo lại cho rằng nội tạng phục vụ vào ngày chủ nhật đều không tươi, nó không đáng để ăn, mà hơn nữa hắn còn tỏ ra cay cú vì một người nổi tiếng như mình lại không được phục vụ món đặc biệt. Tiếp đến gã chê thịt bò của nhà hàng không đủ tuổi nướng và khô khốc, chả có vị gì đặc biệt, thật đáng thất vọng. Sa Tô bất bình cho rằng một miếng thịt lớn như vậy muốn nó thật mềm phải nướng từ từ trên lửa nhỏ. Cô chủ quán đã cẩn thận chỉnh lửa nhỏ cho khách, nhưng tên háo ăn lại vặn to lên và kết quả đã phá hỏng phần thịt hảo hạng nhất trong con bò rồi. Ông chủ quán lúc này cũng xuất hiện, ông ta cúi đầu cảm ơn và đề nghị hợp tác viết bài với Sa Tô. Còn tên béo vô lễ không tôn trọng thức ăn này hãy mau rời khỏi đây cho đẹp trời. Bà chủ bước ra xin phép cắp một miếng thịt của Sa Tô đút vào miệng tên béo. Quả thật đây là đồ tươi đàng hoàng không như những gì hắn nghĩ. Gã ta ngượng chín mặt không nói được thêm lời nào, vội vàng bỏ về. Lần này thì kẻ lừa đảo đã phải chịu thua trước lý lẽ của Sa Tô. Nhà hàng mong rằng từ giờ anh hãy dùng sức ảnh hưởng và tiếng nói của mình để đưa ra lời nhận xét công tâm nhất. Lúc ra về, nam chính muốn hỏi bà chủ công thức ủ dưa giống của mẹ, nhưng bà lại chỉ cười rồi bảo công thức thực sự chính là cái tâm của người đầu bếp đặt vào món ăn. Sa Tô nghe những lời này càng trở nên lo âu, dù rất cố gắng nhưng anh vẫn không thể bắt chước được hương vị xưa của mẹ anh. Thời gian cũng không còn nhiều nữa nên tình trạng của bà lúc này rất nguy kịch. Đến lúc cần mất đi người yêu thương nhất thì nam chính mới nhận ra đâu mới là nơi mình cần nhất. Anh mong vào lúc này là có một điều ước để giúp mẹ khỏe lại, để họ lại có thể cùng nhau ăn cơm, cùng nhau ăn món dưa mà anh đã muối dù nó vẫn chưa thực sự ngon. Nhưng khi Sa Tô nhận ra những lỗi lầm và kịp hối hận thì đã quá muộn. Người mẹ mà anh hằng yêu quý đã không còn nữa. Ngay cả một tấm hình chụp với bà anh cũng không có. Nam chính chỉ biết tự trách mình đã không gặp mẹ để nói lời xin lỗi với bà sớm hơn. Trước khi qua đời, mẹ của Sa Tô đã để lại cho cậu con trai đoạn ghi âm những lời nói cuối đời của bà. Vẫn là sự quan tâm dành cho anh và những đứa con, dù lớn thế nào thì trong mắt người mẹ vẫn là đứa trẻ ngây thơ. Bà rất hạnh phúc khi nghe tin anh đã cố gắng làm lại món dưa muối chứ danh của mình. Bà mong anh hãy sống thật tốt, nếu kiếp sau được thì mẹ vẫn muốn được nấu ăn cho con, rồi nhìn con ăn ngon là mẹ đã đủ mãn nguyện rồi. Sau này nếm thử món dưa cải muối, thứ duy nhất còn lưu lại được ít kỷ niệm của hai mẹ con thì anh mới biết được rằng, hóa ra cho dù biết mình sắp chết thì bà vẫn cố truyền lại cho đời những công thức nấu ăn chứ danh mà không thèm giấu giếm. Anh đó bây giờ cũng đã công tâm hơn trong việc đánh giá món ăn, đã không còn nói nhăng nói cuội như trước nữa. Sa Tô cũng cố gắng để thực hiện lại bữa cơm của mẹ cho cô gái ăn, dù mùi vị không giống như nguyên bản, nhưng ít ra anh vẫn có thể níu kéo lại chút hình ảnh của bà qua bữa cơm. Chắc hẳn lúc này trên thiên đàng bà đang rất tự hào về cậu con trai của mình. Không có tình cảm nào thiêng liêng hơn tình mẫu tử cả. Hãy trân trọng và hiểu cho nỗi lòng của bậc cha mẹ, khi họ có lỡ khi chúng ta tổn thương thì đó ắt hẳn chỉ là vô tình mà thôi.